lại bị nó bị thế này mà thằng con mình đi làm sao mà nó dùng được ô, chắc dùng cho vui. Đầu tiên có sao được giờ chỉ con trai bảo thôi chứ con dâu mà chả bảo được đúng không? Bây giờ em mà nói chuyện với bố anh ấy, chắc bố anh từ mặt em luôn. Nhưng mà vụ ấy lâu rồi mà.